Chào mừng các bạn đã quay trở lại và hôm nay mình sẽ đánh giá về iPhone 12 Pro sau khoảng 3 ngày sử dụng. Ốp cái ốp lưng vào cái nhìn không khác gì iPhone 11 Pro đúng không? Và cái ốp này thì Laowood mình chiến được tại CES. Các bạn cũng nên đeo một cái ốp lưng vào chứ nếu không cái máy này cầm trơn tay kinh khủng lắm. Thực sự nó cực kỳ trơn luôn. Và cái ốp lưng này cũng như rất nhiều những ốp lưng khác đang có mức giá phải nói là khá là hấp dẫn khi chúng ta mua kèm chiếc điện thoại này tại CES. Và cũng đừng quên là iPhone 12 Pro cũng như 12 series đang cho đặt trước tại đây với rất nhiều ưu đãi kèm theo nhé. Con này chưa hết quà tặng, dưới 30 triệu. Hấp dẫn chưa? Rồi, quay trở vào với iPhone 12 Pro. Thì mình kết luận luôn một cái nhanh như sau. Nếu như bạn đang sử dụng những sản phẩm như là iPhone 11 Pro, đặc biệt là 11 Pro Max, thì không cần thiết phải lên chiếc 12 Pro này. Còn nếu như bạn đang sử dụng những mẫu như là iPhone 11, như là iPhone 10S hay 10S Max, thì lên cái điện thoại này cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị. Nó có những thứ nó làm tốt, nhưng có những thứ chưa thực sự khiến mình hài lòng. Và bắt đầu từng thứ một nhé. Cái điều đáng tiền đầu tiên của cái điện thoại này chắc chắn nó sẽ phải là cái vấn đề thiết kế. Cái thiết kế kiểu vuông vức, kiểu phẳng như vậy, gọi là flat design như vậy, thì nó là cái phong cách của iPhone 5, 5S, 5 iPhone SE trước đây. Thì bây giờ Apple quay trở lại để mà sử dụng. Thì nó có một cái hay, hay đầu tiên là hiệu ứng thị giác thì nhìn nó ấn tượng hơn, phẳng thì nhìn nó cân đối hơn. Và đây là một cái thiết kế đối xứng mà Apple đã thực sự rất thành công trước đây. Và cái không hay đó là khi áp dụng với một cái thiết bị với màn hình lớn như thế này ấy, thì cái cảm giác cầm trên tay nó không thực sự là được sướng cho lắm. Các bạn mà cầm những con như 11 Pro, 11 Pro Max với cạnh nó được bo tròn mềm ấy, cầm trên tay nó sướng bao nhiêu thì cầm trên tay cái điện thoại này các bạn sẽ cảm thấy nó bị cấn bấy nhiêu. Cái cảm giác cấn của nó không giống như con iPhone 5S với đường vát Diamond. Khi mà các bạn cầm vào các bạn sẽ cảm thấy nó sắc cạnh. Con này thì không, nó vẫn được bo tròn, bo mềm ở những cái góc như vậy. Nhưng nó khá là gắt. Và khi các bạn cầm nắm sử dụng thì không thực sự dễ chịu. Đặc biệt với anh em nào chơi game thì chúng ta thường là cầm máy trần đúng không? Ngón út để xuống dưới. Các bạn chỉ cần chơi game tầm khoảng nửa tiếng thôi, ngón út sẽ bị tì hằn một cái vết lên cực kỳ đau. Và đấy là cái trải nghiệm với con iPhone 12 Pro này đối với bản thân mình. Đấy mới chỉ là Pro thôi nhá. Pro Max nó còn to hơn, nó còn nặng hơn. Thế nên cái lực nó tì vào tay của các bạn sẽ còn khó chịu hơn nhiều nữa. Và rõ ràng xét về cái trải nghiệm sử dụng thì mình không thực sự thích nó. Còn nếu như các bạn ốp thêm những cái ốp lưng như vậy thì ok. Chả khác gì cầm iPhone 11 Pro cả. Đúng không? Được cái màn hình to hơn một tí. Và đấy cũng chính là lý do tiếp theo để các bạn có thể cân đổi đến cái điện thoại này. Nó có kích thước màn hình là 6.1 inch, tức là cái độ lớn thì nó tương tự với cái iPhone 11. Nhưng đương nhiên độ phân giải thì nó sẽ là mức cao hơn. Và nó sẽ cho các bạn có những trải nghiệm khá tốt. Nói về khả năng hiển thị của Apple iPhone thì không bao giờ mình cần phải nhắc đến cả. Luôn luôn thực sự rất là tốt, độ sáng cao, màu sắc rực rỡ, tương phản cực kỳ ấn tượng. Và sử dụng ngoài trời nắng thì cũng mang lại trải nghiệm rất là tốt. Cái mà mình cảm thấy không hài lòng ở đây đó là không có màn hình 120Hz. Đương nhiên thì cái màn hình của con này phản hồi thì ok, độ mượt của nó vẫn mang lại thì tốt. Từ trước giờ Apple luôn luôn làm tốt những cái điều này. Đặc biệt là với sự tối ưu thì nó vẫn nhanh, nó vẫn ổn. Nhưng nó thiếu đi độ sướng. Và nó thiếu đi một cái thứ gì đấy kiểu mới mẻ để khiến cho người dùng cảm thấy thú vị hơn. Nó không khác gì so với cái việc các bạn trải nghiệm trên iPhone 11 Pro hay 11 Pro Max cả. Tại vì nó cũng là 60Hz. Thế nên các bạn tự cân đối nhá. Nói chung cái thiết kế sẽ là cái thứ duy nhất để các bạn để ý đến cái điện thoại này mà thôi. Còn riêng cái khoản màn hình thì vẫn tái thỏ, nó cũng vẫn thế, phải đi nó cũng vẫn vậy. Thế bây giờ hãy nói về những cái sự nâng cấp ở phía bên trong để xem nó có đủ hấp dẫn với các bạn hay là không. Thì cái điểm cải thiện rõ ràng nhất các bạn sẽ có thể thấy đấy là Apple A14 với 5 nanomet. Và đây là một con chip cực kỳ mạnh. Mạnh đến đâu thì mình cũng đã có một cái video so sánh nó với cả iPhone 11 Pro Max với chiếc Apple A13 rồi đấy. Nó nhanh, ok, nó mạnh, ok, nó render video nhanh hơn, đồng ý. Nhưng khi các bạn sử dụng một cách thông thường, thậm chí các bạn chơi những tựa game như Liên Quân, như PUBG, Call of Duty, thì khẳng định một câu là các bạn sẽ không nhận ra được sự khác biệt của iPhone 11 Pro, 11 Pro Max so sánh với con này. Tại vì nói cho đúng ra thì Apple A13 nó vẫn quá mạnh, con này nó chỉ mạnh hơn mà thôi. Mà thậm chí mạnh hơn, nó lại kéo thêm một thứ, đấy là nó nóng hơn. Và vấn đề nhiệt độ gặp phải trên con điện thoại này khi các bạn chơi những tựa game mắc ping như là Genshin Impact thì nó gặp phải cực kỳ nhanh. Nói nôm na là các bạn chỉ chơi đâu đó tầm khoảng mười mấy phút là FPS nó sụt phải gọi là ẻ luôn. Bởi vì nó quá nóng. Đấy, vấn đề nó ở chỗ như thế đấy. Thế nên là mỏng 7.4mm, mạnh, chả giải quyết được vấn đề gì cả. Ngoại trừ việc nó nóng hơn.
Thế nên nếu như các bạn muốn có một trải nghiệm tốt hơn về mặt gaming thì mình nghĩ là các bạn nên đợi mẫu iPhone 12 Pro. Đây là mình dự đoán thôi, máy nó lớn hơn, to hơn thì có thể cái khả năng tản nhiệt của nó sẽ tốt hơn và nó sẽ giữ được cái mức hiệu năng cao trong khoảng thời gian dài hơn. Nhưng mà cái việc drop FPS được khẳng định con iPhone 12 Pro Max sẽ vẫn có. Vậy nên nếu như các bạn sử dụng một cách thông thường, bình thường, ok, 11 Pro Max ngon hơn. Đó, vấn đề nó là như thế. Con này hơn một cái khác, 6GB RAM và có 5G. 6GB RAM, khi các bạn sử dụng đa nhiệm nhiều ứng dụng cùng một lúc, các bạn mà ví dụ xử lý nhiều ứng dụng cùng một lúc, rồi ví dụ về YouTube này, vừa game này, vừa chat cheat các thứ này, rồi vừa YouTube Studio các thứ này, thì có thể 6GB RAM nó sẽ giúp các bạn có những trải nghiệm tốt hơn. Nhưng mà thực tế với iOS thì RAM chưa bao giờ là thứ người dùng cần phải bận tâm cả. Thậm chí 3GB RAM trên con iPhone 10R trước đây vẫn mang lại trải nghiệm thực sự tốt. Thế thì đây cũng không phải là một vấn đề quá đáng để mà các bạn suy nghĩ đến, đúng không? Thông số phần cứng chưa bao giờ là thứ người dùng cần phải nhắc đến trên những thiết bị iPhone cả. Nó vẫn rất nhanh, rất mượt, nhưng mà rõ ràng nó là một cái thông số để khiến cho người dùng yên tâm hơn mà thôi. Còn riêng cái vụ 5G thì bỏ qua đi. Trời ơi, 5G Việt Nam chưa có, và trong tầm khoảng nửa năm tới nữa thì các bạn chỉ có thể gọi là trải nghiệm thôi. Chứ còn để nó mà sử dụng thực tế, nó phổ biến như là 4G thì đằng này thì không thực sự hợp lý. Đấy còn chưa kể là rất nhiều bài test nói về việc 5G trên con này khiến cho máy nóng lên quá nhanh và pin nó sụt quá nhanh. Và bây giờ sẽ nhắc đến phần pin. Mình đã có một bài đánh giá rất là chi tiết về pin rồi đấy. Hơn 5 tiếng on screen vẫn còn khoảng 11%, và nếu sử dụng hết khoảng gần 6 tiếng on screen thì pin của con này nó tốt ngoài sức tưởng tượng của bản thân mình. Đấy là sử dụng hỗn hợp với rất nhiều những tác vụ phổ thông trong ngày, social, lướt web, xem video và có kết hợp cả chơi game. Thì nếu như mình mà sử dụng kiểu không chơi game thì có thể pin nó còn được trâu hơn nữa cơ. Nên các bạn cũng có thể tự tin để mà sử dụng cái điện thoại này làm máy phục vụ công việc trong xuyên suốt một ngày dài. Nhưng chơi hard game thì không. Bởi vì khi mà các bạn chơi những tựa game nặng, máy nó nóng lên rất nhanh và nóng lên nhanh thì pin nó tụt cũng sẽ giật nhanh. Nên hãy lưu ý vấn đề này nhá. Sạc nhanh thì là 20W. Mua ngoài, CMS có bán đấy. Nhưng mà yên tâm, mua kể cả những cục sạc 18W trước đây vẫn có thể sạc nhanh được hết, miễn sao là Power Delivery, nên không phải suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nhá. Ok, có hỗ trợ sạc không dây, xịn sò, loa stereo ngon, kháng nước chuẩn IP68, chơi hàn 6m, xịn sò cũng ngon. Và cái cuối cùng cũng là cái điểm nhấn lớn nhất ở cái điện thoại này, nó là cái camera. Mới đầu mình nghĩ rằng là camera của con này không khác gì so với iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max cả. Tại vì nói cho đúng ra thì thông số phần cứng nó cũng tương tự là như vậy. Thậm chí cảm biến cũng tương tự là như vậy. Con này được mở khẩu độ ở camera chính lên f1.6, dẫn đến trong những môi trường thiếu sáng thì khả năng chụp của nó tốt hơn. Và điều đó mình khẳng định luôn là con này tốt hơn thật. Đặc biệt là trong những cái tấm hình nó xử lý ánh sáng, khu vực tranh sáng á, thì nó làm tốt hơn một cách rõ rệt, và cái tốc độ lưu hình, tốc độ xử lý hình ảnh cũng tốt hơn một cách cực kỳ ấn tượng. Và cái đặc biệt mà mình ấn tượng hơn á, đấy là quay video. Mặc định khi mà các bạn quay video trên cái điện thoại này thì kể cả là cam trước lẫn cam sau, nó sẽ có cái tính năng HDR thông minh. Khi mà các bạn quay video với con này thì hầu như 100% nó sẽ quay HDR. Kể từ đó, khu vực chi tiết vùng sáng được giữ lại một cách rất tốt, và chi tiết vùng tối cũng được boost lên một cách khá là ấn tượng. Nhưng nó lại chỉ thực sự hợp khi các bạn review trên cái màn hình này mà thôi. Còn đối với những cái việc mà các bạn quay làm vlog sau đó edit về sau á, thì không phải ai cũng có màn hình HDR để edit và trải nghiệm những cái nội dung đó. Nên bản thân mình đánh giá là nó không thực sự là hợp lý cho lắm và không thực sự hữu ích cho lắm. Nhưng mình vẫn phải công nhận một điều, khả năng quay video của iPhone thì nó luôn luôn là một cái thế lực. Và rõ ràng camera của sản phẩm này vẫn tốt và nó vẫn khiến cho người dùng cảm thấy tự tin khi sử dụng. Đó, đấy mới là cái điều quan trọng nhất. Và bản thân mình đánh giá thì camera của này rất ngon. À đấy là còn chưa kể khoản camera selfie, tuy nó không có autofocus đâu, nhưng mà chi tiết kinh vãi cả trường luôn. Đấy, để mua cho các bạn một tấm không chỉnh sửa. Dã man lắm các bạn ạ. Nói chung là camera của iPhone thì luôn luôn kiểu dạng rất là tín ấy, và nó khiến cho người dùng cảm thấy thực sự rất là tự tin. Ok. Thế nên tổng kết lại với con iPhone 12 Pro này, nếu như các bạn có thể thấy thì gần như những cái trải nghiệm mà nó mang đến cho người dùng thì nó cũng tựa tựa kiểu như iPhone 11 Pro, 11 Pro Max trước đây. Tốt hơn một vài thứ ở cái RAM, tốt hơn ở cái bộ nhớ trong mặc định đã lên 128GB, hay là tốt hơn một chút ở cái camera mà không phải ai có nhận ra. Thế thì có nên mua hay là không? Rõ ràng là có, nếu như các bạn là một người có tiền và các bạn thích trải nghiệm những cái mới mẻ và các bạn muốn một cái gì đấy khác biệt so sánh với những sản phẩm. Ví dụ như các bạn đã sử dụng 11 Pro, 11 Pro Max quá lâu thì đổi lên cũng ok. Nhưng để cân đo đong đếm khi mà chúng ta bỏ ra một số tiền lớn và nhận về những cái trải nghiệm mà nó không được như ý muốn thì mình nghĩ là nhiều bạn cũng sẽ cảm thấy thất vọng. Bởi vì rõ ràng con iPhone 11 Pro này
những cái nâng cấp đáng giá nhất của nó như là cái thiết kế, như là cái 5G thì không phải ai cũng cần. Vậy thì các bạn đánh giá như thế nào về con điện thoại này, về con iPhone 12 Pro này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Bản thân mình thì mình sẽ vẫn cố gắng đợi con iPhone 12 Pro Max, tại vì chắc chắn là nó sẽ có một thử động pin tốt hơn và camera quay video của nó cũng sẽ ấn tượng hơn. Còn iPhone 12 Pro, bạn thấy sao? Comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn Xiaomi đã hỗ trợ sản phẩm để mình thực hiện video này. Đừng quên là đặt trước iPhone 12 series tại đây cho hàng chính hãng Venezuela để có mức giá tốt nhất nhé. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.